cách để da mình căng mịn trở lại sau một thời gian bỗng nhiên tự nhiên thấy mặt mình bị xấu đi, tức là da đang đẹp đang đỡ tự nhiên thấy một vài chấm mụn, da bị sần sần thâm thâm. Thế thì sau đấy mình lại có cái giải pháp nào để nó phục hồi lại nhanh nhất? Thì cái này, với da nám hay là sạm hay là thâm mụn thì bản chất nó vẫn là sắc tố đấy, các bạn đồng ý là nó vẫn là sắc tố, nó vẫn là melanin thôi. Thế tại sao lại gọi là thâm mụn, nó lại gọi là nám, nó gọi là tàn nhang, bản chất vẫn là cái melanin được tăng lên đấy. Thì mình sẽ có cái bí quyết gì đó, mình sẽ hiểu đúng hơn về quá trình tăng sắc tố của da thì chúng ta có cơ hội cải thiện hơn. Thì đúc rút lại này nhá, có mấy cái điều kinh nghiệm chia sẻ các bạn, để bạn nào mà bị thâm này, thâm sau mụn này, hay là các chị em bị nám và tàn nhang, đặc biệt là bắt đầu đỡ rồi, thì mình có cái bài học gì để cái sắc tố mình nó cải thiện hơn. Thì có mấy bài học kinh nghiệm này rất là quan trọng này. Điều thứ nhất để mà cải thiện sắc tố ấy, thứ nhất thực sự là quan trọng nhất ấy, nhắc đi nhắc lại rồi nhưng mà cô Mai chia sẻ lại ai cũng biết rồi ấy, mà vẫn phải nói lại ấy, nó là chống nắng, là phải chống nắng. Cái vùng trán này, cái hôm mấy hôm vừa rồi ấy, ngoài việc là phải bôi chống nắng rồi thì bác sĩ là phải đội mũ lưỡi chai, cũng chia sẻ với bạn thế, mình là ngồi lái xe thế nên là mình phải đội mũ lưỡi chai liên tục, tức là cứ ra ngoài nắng nhá là lấy mũ lưỡi chai đội luôn đấy, đội phát chùm đầu này luôn để nó che hết cái trán đi. Bởi vì là nếu bôi kem chống nắng cũng được rồi nhưng mà mình cẩn thận hơn, lấy luôn cái mũ lưỡi chai để đội, để nó che hết cả cái trán đi, không cho nó động tí nào ánh nắng luôn. Nó ngồi trong nhà là kéo rèm luôn, thế thỉnh thoảng nhân viên lên phòng làm việc của mình rồi, sao anh cứ kéo cái rèm mà phòng nó bí thế, thì mình bảo là anh đang tránh nắng đấy. Thế là mấy hôm vừa rồi là kéo phun rèm luôn. Nên bạn nào mà ở nhà nhất, làm việc online mà không phải đi làm, mà đang trị thâm hay là trị nám hay tàn nhang thì kéo phun rèm cho nó xíu, thực sự đấy. Có chống nắng thì tốt rồi, nhưng mà chống nắng thì phải dậm lại nhiều lần, mà những bạn nào mà không có thời gian dậm lại ấy, thì nó không hiệu quả. Vì sao? Vì chống nắng chỉ được có mấy tiếng thôi, nó chỉ được 4 tiếng thôi, đúng không? Nếu bạn nào mà dùng cái loại mà chống trôi nước đi, hay làm công việc mình không đi đâu cả, không bị quệt ở đâu cả, thì một ngày phải bôi ít 2 lần, 3 lần, tối thiểu 2 lần, đúng không? Thế nên là tốt nhất là ngoài việc thế mình thôi, mình tránh tuyệt đối luôn. Đấy, cái mặt mình là phải kín luôn. Đấy, là trong mấy hôm vừa rồi đó thì lúc là đi đâu đội mũ lưỡi chai sụp cái mặt luôn này, che kín này. Thế là để cái trán mình nó không tiếp xúc với nắng mặt trời thì cái thâm nó mới nhanh hết thế được, không thì làm sao hết được. Đấy, thứ nhất nhá là phải tránh nắng tối đa. Bạn nào mà đang trị nám thì quan sát lại cái điều kiện xung quanh của mình, kiểm tra lại kem chống nắng. Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của bác sĩ Lương Trung Hiếu. Bản tin chia sẻ về cách để bạn khỏe hơn, đẹp hơn và sống tích cực hơn mỗi ngày. Thì cái ưu điểm chống nắng là tối thiểu là SPF phải 50 nhá. Đấy, SPF phải 50. Về sắc tố thì ưu tiên cái SPF hơn, còn về lão hóa thì để ý cho bác xíu là cái chỉ số PA. Nhá, cái kem chống nắng nó vẫn có chỉ số là SPF và PA ấy, nhưng mà riêng đối với cái sắc tố thì mình để ý hơn cái chỉ số là SPF đấy, vì nó UVB, còn cái chỉ số PA nó thiên về lão hóa, nên là đối với da nám ấy thì mình dùng cái PA khoảng 3+ là được rồi, không cần thiết 4+ càng tốt rồi. Đấy, đây cái bài học thứ nhất nhá, đó là về tránh nắng tối đa, tìm mọi cách các bạn ạ nhá. Ok rồi, điều thứ hai này, điều này còn quan trọng hơn nữa cơ, quan trọng hơn cả điều thứ nhất, và mình cũng bắt đầu chăm chỉ hơn. Vì đợt vừa rồi có nhiều bạn bảo là sao bác sĩ da chẳng trắng hết cả, thì từ hôm nay cũng chia sẻ với bạn này, đợt trước mình cũng hơi lười uống thôi chứ đợt này uống chăm chỉ rồi. Hôm nay chiều nay là thấy mặt trắng hơn rồi, mình bắt đầu mình hơi lười, thế hôm nay tối nay uống bù nhá. Bạn nào mà uống ý mà quên thì tối uống bù được không sao nhá, nhưng mà mình hạn chế uống trước ngủ nhá. Trước khi ngủ mà các bạn uống ý là mình hay bị đi vệ sinh lắm, mình bị buồn tiểu đêm ý, tăng gánh nặng cho thận, nên tầm 8 giờ uống cũng được nhưng mình quên ý. Còn bình thường là uống trưa ý nhá, lúc đầu chiều ý, lúc sáng và lúc đầu chiều. Thì với cân nặng của CEO là mình đang nặng gần 75 cân, thì mình phải uống khoảng 3g cơ. Thực sự là như này, cái việc sắc tố ý, điều thứ nhất là tránh nắng để hạn chế tăng sắc tố mới lên, điều thứ hai là tăng cái chuyển dạng sắc tố. Nghe nó hơi lẳng ngoẳng, tóm lại là cái viên uống trắng da rất quan trọng. Nhưng mà một cái lưu ý này, cái viên này các bạn lưu ý nhé, là mình không nên bẻ đôi. Bẻ đôi thì sao, nó dễ là cái cạnh nó sắc ấy, nó sẽ cứa vào cái niêm mạc hầu họng, nó làm cho mình dễ bị xước và hay bị viêm. Nên là các cái viên đó là các bạn đừng hạn chế là không bẻ đôi nhé. Nhá, điều thứ hai là dùng thêm các cái viên uống nhé, viên uống cũng sẽ khá là hiệu quả, nên dùng đấy, nó rẻ thôi, cái này rẻ lắm. Đấy là lý do tại sao mà ngày xưa khi mà đi viện thì các bạn thấy là tại sao các thầy rất là hay kê cái cystine, sau này đi học mới biết. Rồi, nhá, điều thứ hai, kinh nghiệm thứ ba này, đấy là mình nên có một cái nữa là cái serum đặc trị. Đấy, đặc trị là cái gì thì các bạn hình dung là khi mình bị rối loạn sắc tố thì nó là bị tăng sinh lên, tăng melanin lên, giống như là tức là nó tăng cái tổng hợp tăng lên thì mình phải có một cái nhóm để giảm xuống, tức là cái melanin nó bị sản xuất thừa, dư thừa. Cũng giống như là hôm nay ấy, mình ăn cơm hay là mình được mẹ nấu cơm cho thừa nhiều đồ ăn quá thì làm gì, mình phải ăn bớt đi. Một là ăn bớt đi đúng không đấy, hai là gì, ăn không hết thì làm gì, đổ đi phí đúng không đấy. Thứ ba là gì, hôm sau mẹ nấu ít thôi nhé. Đấy, thì trong cái việc là xử lý sắc tố ấy, thì mình sẽ có một cách nữa là mình sẽ ức chế không cho nó tăng sinh nữa. Thì nó có một cái nhóm này, thâm mụn thì bác sĩ thích cái này hơn, nó là cái niacinamide.
Bạn nào dùng rồi chắc biết niacinamide. Đối với thâm mụn thì bác sĩ Hiếu thích cái niacinamide hơn. Đối với nám thì mình sẽ có thể dùng arbutin hay là hydroquinone thì nó sẽ mạnh hơn. Đấy thì mình sẽ nên dùng cái arbutin. Đấy, arbutin đối với cả nám thì mình sẽ ưu tiên arbutin. Còn thâm mụn như bác sĩ Hiếu thì mình sẽ thích dùng cái niacinamide hơn. Đấy, nia khá là nhanh, giảm tương đối nhanh trong thâm mụn. Tất nhiên là arbutin nó cũng nhanh mà, nhưng mà nia là hợp lý hơn. Thứ nhất là giá thành rẻ hơn, thứ hai là nó êm dịu, nó không hạn chế cái kích ứng hơn, và cái tỷ lệ lên mụn do nia nó thấp hơn. Nên là mình thích cái đấy hơn. Thì hôm nay cũng chia sẻ với các bạn nên này. Thực tế trong mấy hôm trước bác sĩ cũng có test sản phẩm, và sau đó thì cũng bị thâm đấy. Và sau đó mình cũng phải peel ra 3 đợt. Đợt 1 là mình peel với cả retinol. Đợt 2 là peel combo AHA, BHA. Đợt 3 là combo cũng tiếp AHA, BHA, tức là trong 3 lần trong 1 tháng luôn. Tuy nhiên thì thực sự là khi mà peel thế nó rất là rát da, rất là rát kinh khủng luôn. Và bây giờ nếu như mà lấy cái mũ đội lên ý, thì nó rất là rát, nó cực kỳ rát. Vì cái da mà hay peel ý, thì nó rát lắm, nó chưa phục hồi kịp mà mình peel nó rất là rát. Tuy nhiên thì mình lại chọn cái giải pháp là peel nông ấy, nên là đâm ra là nó bị rát chứ nó không bị đỏ mấy, không bị tăng sắc tố mấy. Peel retinol là mình làm sao à? Retinol nó có nhiều hãng trên thị trường ấy. Cái retinol mà nồng độ khoảng 3% trở lên ấy, 3%, 5% hoặc 8% thì nó sẽ để peel. Thì cái peel retinol thì được cái là nó khá là mịn da, nhưng mà nó rất là dễ tăng sắc tố và bị đỏ, nó rất là đỏ. Thế thì bạn nào mà peel nhá thì cũng chia sẻ một kinh nghiệm trước như này. Peel da bản chất nó là việc bóc tách và bong da. Peel là bong, bóc tức là nó làm lấy đi một cái ít lớp tế bào nông ở trên da của mình. Quan hình dung là ngày xưa hồi đi học ấy, có cái bàn ấy, khi mình vẽ ra bàn đúng không, thì mình lấy giấy ráp mình đánh cái bàn đi, hay là mình có cái gỗ mình lấy giấy ráp mình mài cái vân gỗ thì nó sẽ căng mịn lại. Thì bản chất của peel da là động tác lấy đi cái lớp trên cùng này, kiểu mình mài bóc đi để cho mặt nó mịn. Thì mình có rất nhiều cách để mình mài. Ví dụ mình dùng cái tẩy acid vật lý đúng không, thì mình lấy các dạng hạt thì mình trà sát trên da, hoặc là vi kim tảo biển ấy, nó cũng thế, nó trà sát trên da và bóc tách cái lớp tế bào da thì mặt mình nhẵn hơn. Đấy, thứ hai nữa là mình không thích thì mình chuyển sang dùng dạng hóa học. Thì khi mình lấy cái gì đó mình mài và bóc tách mà da mình nó bong được, khi nó bong được ấy, thì da mình sẽ bóng hơn. Thì các bạn nào mà dùng AHA này, BHA này, hay là mình peel bằng retinol, hay là bạn nào mà peel bằng TCA, những cái loại có bong da, hay là mình dùng laser COI nhá, có bong da thì lưu ý là trong những cái hôm mà mình peel ấy, thì mình nên hạn chế mình tẩy trang mạnh quá, mình tẩy trang rất là nhẹ thôi, hoặc là như này mình tẩy trang mình phải dùng nước mát ấy. Chứ bạn nào mà dùng nước ấm ấy thì bản chất mình hay bị tăng sắc tố. Vì sao? Là khi các bạn peel ấy thì cái lớp da nó bị ở trên cùng này, nó gặp nước nó sẽ bị mủn ra, và sau đó khi bạn dùng cái bông tẩy trang bạn miết, bạn chì, bạn trà sát thì nó sẽ làm bong cái lớp tế bào da ra, thì nó bong sớm. Tức là đáng ra ấy, cái da mình nó phải sau peel khoảng 3-5 ngày, có những loại một tuần như là TCA một tuần nó mới bong ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Vì cái lớp da ở bên trên ấy, nó sẽ đợi cho tế bào non bên dưới nó được trưởng thành, thì lúc mà bong xong mặt mình đẹp. Thế nên là bạn nào mà tự peel ở nhà thì phải nhớ tốt nhất là mình nên tránh nắng, vì nếu dùng kem chống nắng thì lại phải tẩy trang, mà tẩy trang thì dễ làm bong cái lớp peel non, thì bong peel non nó hay bị rát da và tăng sắc tố và rất là rát luôn. Rồi nguyên ý là dùng cái retinol của Obagi thì xài kem chống nắng đầy đủ mà lên đốm nâu nhỏ ở má thì có sao không. Nếu như mà chắc chắn mà nó lên thì kiểm tra lại xem đúng nó không. Nếu đúng thì mình không dùng nữa, mình dùng cái khác, tội gì đúng không. Còn nếu như mà lên đốm nâu nhỏ thì mình thử dừng xem, nếu mà dừng mà nó không lên nữa thì có nghĩa là do sản phẩm nó không hợp mình đúng không. Nếu mình cứ dừng thử xem. Dùng rượu thuốc thì có sao không, em dùng bị bong mà rượu thuốc thì không nên dùng đâu, đương nhiên rồi. Rượu thuốc có nghĩa là đổ rượu pha với thuốc thì làm sao mà đi bôi mặt được đúng không. Mình đánh giá xem, các bạn thử nghĩ xem là cái mặt mình đáng giá bao tiền. Nhiều bạn là rất là hay dùng những sản phẩm mà không rõ nguồn gốc xuất xứ, gọi là pha trộn với nhau để bôi thì không nên, nó cũng được thôi. Nhưng mà như này, còn hình dung là cái bộ mặt mình nó đáng giá rất nhiều thứ. Người ta hay có câu là nhìn mặt mà bắt hình dong, nghĩa là nhìn gọi là tâm sinh tướng. Thế là nếu các bạn mà nhìn cái mặt mà mình cảm thấy nó không tin tưởng, tức là cái mặt tiền nó quan trọng nhất, kiểu sự thế. Nên là mặt tiền của mình đưa những cái thứ mà nó không an toàn lên thì nguy hiểm lắm, kể cả ăn uống cũng thế. Bạn hình dung là hồi sinh viên ấy, cũng chia sẻ các bạn là bác sĩ cũng xuất thân là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội đúng không. Thì cái hồi sinh viên mình khổ cực, cũng vui nhưng mà cũng có cái khổ riêng là về đồ ăn ấy. Thì đồ ăn ngày xưa thì sao, sinh viên là toàn đựng ở trong cái hộp xốp, mà hộp xốp mà đựng cái đồ ăn nóng thì biết thừa độc, nhưng mà vẫn ăn đúng không. Sau này nghĩ lại thấy hồi đấy hơi dại, thực sự là sau này khi mà ở độ tuổi này thì thấy là hơi dại thật. Bởi vì là cái sức khỏe không mua lại được, không thể mua được sức khỏe, và bộ mặt cái làn da của mình không có gì mua được. Đấy, chứ nhiều khi mình cứ tiết kiệm quá mà nó không an toàn thì giờ. Serum C xài lên mụn là vì sao? Là do cái thành phần đi kèm bị mụn. Đấy, các bạn hình dung là khi mà bị nám ấy, tàn nhang ấy, bị thâm ấy, mà cơ địa mụn thì nó rất là đau khổ. Vì cái sản phẩm đó nó có cái dung môi đi kèm. Cái dung môi ấy, các bạn hình dung nhé, các bạn có một mớ rau, thì nếu bạn nấu canh rau với luộc nước rau thì cái dung môi đấy là cái nước
thì cái nước luộc rau thì nó sẽ cảm giác nó thanh hơn, còn cái nước nấu rau thì nó đậm hơn. Thì có nghĩa là đây là gì? Cái rau thì nó vẫn thế, nhưng mà cái dung môi nấu thì nó sẽ tạo ra cái nguy cơ lên mụn. Thì trong sản phẩm cũng thế, khi bạn dùng cái serum C, nhưng mà với C của cái hãng này này thì cái thành phần của nó không có cái thành phần cái tắc cổ năng lông, nó hợp với da dầu mụn thì mình bôi nó không lên mụn. Còn cái sản phẩm C mà dành cho da khô, nó sẽ có nhiều chất cấp ẩm hơn, nó khóa ẩm thì nó lại lên mụn. Nên do đó là vẫn là C, nhưng mà có loại lên mụn là gì? Cái dung môi kẹp nó bị mụn nhá. Rồi Phạm Minh Tâm, ở tay mà thừa melanin xuất hiện vệt chấm đen thì làm sao? Thì tay nó thường tự hết em ạ nhá, thường tự hết nếu như mà em tránh nắng mà nó hết đấy. Thường sau khi đi chơi đi du lịch về nó hay bị nhá Minh Tâm nhá. Còn nếu như mà em bị khởi phát lâu rồi thì chụp ảnh đi anh xem cho nhá. Chị Yến Nguyễn là mụn nội tiết à? Nếu mụn nội tiết chắc chắn mình uống cái tránh thai 28 ngày ấy nó đỡ, chắc chắn nhá. Còn không chắc chắn là mình uống nó không đỡ đâu, uống thử xem. Retinol đường uống lâu dài có dùng được không? Rồi retinol đường uống lâu dài thì không dùng được. Đấy, không dùng được. Đấy, bản chất của vitamin A là không dùng dài được. Nhá, yeah, ok. Nữ hoàng là đốm nâu là không thể khỏi phải không? Đốm nâu thì tùy loại em nhé. Nếu như mà đốm nâu do cái horinebus thì em dùng laser. Đấy, nói chung là cũng có những cái tổn thương nó không khỏi được. Còn hình dung như này là có những câu hỏi mình không trả lời được thì đương nhiên có những loại tổn thương là điều trị nó khó. Đấy, chứ nói mà nói 100% cái gì cũng xử lý được thì không phải. Cái đốm nào càng nhỏ thì càng khó xử lý, càng lớn, diện tích lớn thì càng có hiệu quả. Đấy, quan điểm nó siêu thế. Rồi chị Thanh Quỳnh là 40 tuổi mà hay bị mụn dưới cằm và góc cạnh mặt, khả năng cao là không phải nội tiết đâu. Đối với tuổi 40 nhá, chị em nào mà bị mụn ở vùng cằm, cái nguyên nhân hay gặp nhất là do đầy màu đếch và do sản phẩm dùng sai. Khả năng cao là do đầy màu đếch là do ký sinh trùng. Đấy, nhiều chị em là tuổi 40 là hay dùng kem dưỡng, mà kem dưỡng có oi thì nó tạo cái môi trường cho con đấy nó ăn. Đấy, nên là rất là dễ bị đầy màu đếch. Rồi Hoàng Nguyễn là em uống 3 loại Glu, Vit C và L6. Đấy, thì bao lâu dừng nhá? Thì vitamin C ấy, thì em sẽ dùng 2 tháng nghỉ một nhé. Dùng 2 nghỉ một sau đó dùng tiếp. Còn cái 2 loại còn lại là Glu và L16 ấy, thì em dùng liên tục được, không có sao cả. Cái loại đấy là phải dùng liên tục vì nó không phải là thuốc. Và thứ hai là nó có phải chất độc đâu. Cái đấy là cái bổ gan mà, nó tăng cường chức năng gan mà, cái L16 với cả glutathione ấy. Chứ nó không phải là cái gì độc hại đâu, nó là cái bổ sung mà. Đúng không? Nếu mà chúng ta thấy là cái thị trường về bổ sung nó nhiều lắm, nếu mà mình tìm hiểu sâu ấy thì thấy thực sự là cũng nhiều cái cần. Ví dụ nhá, bạn nào mà tập thể dục thể thao nhiều ấy thì có thể cân nhắc là dùng gì? Dùng các cái amino acid, ví dụ là BCAA. Đấy, vì các cái loại mà amino acid ở dạng đơn chất ấy thì hấp thu nó mới nhanh. Tức là khi mình uống vào cơ thể mà cơ thể mình nó phải tổng hợp, nó phải phân cách thì nó rất là lâu. Nên là những cái sản phẩm mà được bào chế ấy, thì nó sẽ cắt thành các cái mảnh nhỏ. Thì khi mình uống hấp thu nhanh hơn mà cơ thể mình giảm cái thời gian phải tiêu hóa, tức là giảm cái công xử lý. Đấy, ví dụ các bạn uống dùng collagen đi, thì bây giờ mình ăn cái protein, cái thịt, cá, trứng để bổ sung collagen nó rất là lâu. Trong khi cái collagen mà mình được dùng cái loại mà được bào chế sẵn thì hấp thu nó mới nhanh. Đấy không? Thì không phải là tại sao cái hãng sản xuất ra là đã phải có lý do là giúp ích cho mình là tiết kiệm thời gian và tối hóa với công năng tiêu hóa. Đấy, thế còn mình ăn bao giờ mình ăn cái da cá thì bao giờ mới đủ collagen? Đúng không? Tức là những cái sản phẩm mà được sản xuất ra ấy thì có những loại là mình cần phải dừng theo chỉ định, có những loại mình cũng lâu dài được, như collagen cũng lâu dài được. Thì Kiều My là HA 62% dùng được không thì hơi cao, không cần thiết đâu. 1% thôi, 1% là cũng nhiều rồi. 62% đặc quá. Ngọc Diễm là bác sĩ em dùng cái hydroquinone 4%, chị Thâm Nách mà dùng hết tip rồi vẫn không thấy giảm. À, chị Thâm Nách thì chưa chắc đâu, bác sĩ đang nghĩ rằng là có thể chị bị cái bớt ấy ở nách của mình ấy. Nó có một cái loại bớt là bớt Ito. Bớt Ito là cái bớt màu nâu, nó nằm ở nách và có lông mọc lên. Nếu như mà cảm thấy vùng đấy hơi nhiều lông một chút, khả năng cao là bớt Ito. Thì cái bớt đấy mình bôi hydroquinone nó không đỡ, vì bớt đấy phải bắn laser. Nhưng mà laser màu nâu thì nó không bắt, là thực sự là cũng không dễ điều trị. Nhớ thử xem là thâm nách hay là do bớt. Đấy nhá, kiểm tra lại xem, nhiều chị em bị nhầm. Trung Hường là mụn thâm khoảng mấy ngày nó mất? Mụn thâm nó phải mất mấy tháng ấy. Có người nào bị chậm phải 2-3 tháng, còn có kinh nghiệm một chút thì 1 tháng nhá. Và phải trị mụn đi đã. Cái vòng luẩn quẩn ấy là mình bôi trị thâm nhưng mà mặt đang có mụn thì các bạn đừng tham vội. Chăm sóc da là không tham được. Rất nhiều chị em tham, tức là đang thâm trị mụn đi đã, cứ tham cái gì thâm. Tham là thâm đấy. Rồi Phương Nhã là em uống vitamin E và L-sit cùng lúc được không? Thì câu trả lời là được, không có sao cả. Đấy, nhưng tuy nhiên thì vì uống E ấy, thì mình không nên uống lúc đói. Đấy, uống sau ăn ấy. Vitamin E là tan trong dầu ấy, thì không nên uống trong lúc đói. Sản phẩm có oi ấy, thì nên uống trong bữa ăn hoặc ngay sau ăn. Cảm ơn các bạn đã xem đến phút này của video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh, subscribe vào kênh Bác Sĩ Hiếu để đón xem các video mới nhất.